Tết Hoa hậu của chúng ta mong muốn được chia sẻ vài lời với tất cả các quý vị. Cảm ơn mọi người hôm nay rất là nhiều đã cổ vũ cho tất cả thí sinh của chúng em. Và em muốn nói điều này trước khi đêm chung kết diễn ra. Em có up một bài post ở trên Facebook của em nói rằng là em sẽ dùng tiền thưởng của mình tại Miss Universe Việt Nam nếu được để có thể ủng hộ cho bà con sau bão. Và hôm nay em đã làm được điều đó. Em xin được trích 500 triệu đồng tiền mặt của em để có thể ủng hộ cho tất cả bà con đang chịu ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão vừa rồi. Và em mong rằng là hành động này của em có thể kêu gọi thật nhiều hơn nữa để chúng ta cùng nhau giúp đỡ bà con ở phía Bắc lúc này. Tại vì bây giờ họ đang rất cần chúng ta. Em xin cảm ơn. Và số tiền còn lại em xin phép được sử dụng nó để có thể làm hành trang cho em trên chặng đường tới Mexico. Và nếu trường hợp em không sử dụng hết số tiền đó, em sẽ đóng góp tất cả những phần còn lại cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Em xin cảm ơn ạ. Quá tuyệt vời phải không ạ? Một lần nữa chúng ta dành một tràng vỗ tay cho một nghĩa cử vô cùng cao đẹp.